chương trình được theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản với sự tài trợ của nhãn hàng Must Hair, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Như vậy đến hẹn chúng ta lại lên gặp nhau và cùng kết nối với nhau những mảnh ghép còn lại cuộc sống. Hy vọng rằng các mảnh ghép sẽ ghép với nhau và hạnh phúc sẽ đến với họ. Mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Nhược điểm hay rụt rè nhút nhát, sợ gái nói chung sợ ma. Rồi mời bạn nam, mời đi bạn. Rồi xin chào, chào anh Hiền Anh. Mời bạn nữ. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về nhau. Trước tiên xin kính chào quý vị khán giả, anh Quyền Linh cũng như chị Cát Tường. Xin chúc quý vị khán giả sức khỏe. Trước khi giới thiệu về bản thân cũng như quê hương, tôi xin gửi đến quý vị khán giả cũng như chị Cát Tường, anh Quyền Linh một bài hát mà sau khi bài hát này kết thúc sẽ biết quê hương chính xác của tôi là ở đâu. Rồi, nói luôn cũng được. Bao năm rồi anh, dòng sông Dinh đó vắng êm đềm trôi, mặt sóng lăng tăng bóng chẳng còn in, phan rang chợt mưa, chợt nhớ dài trên phố, thân yêu vô cùng phố thị của tôi. Nắng được chưa em? Dạ, nắng như gió nắng như phan mà nắng như rang. Dạ, vậy đó hả? Dạ, phan rang. À, phan rang. Thì để giới thiệu về quê hương, còn bây giờ là xin giới thiệu về bản thân. Làm bài nữa đúng không? Có không? Dạ, chắc làm nổi. Tôi tên là Nguyễn Tùng Thắng, là kỹ sư công nghệ thông tin, sống và làm việc tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm, làm ở phòng văn hóa thông tin thuộc phường Mỹ Đông, năm nay là 40 tuổi. 40. Rồi, xin mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chương trình và em chào chị. Em chào anh Quyền Linh và dạ, em chào bạn nam bên kia. Em tên là Trần Thị Ái Hà, em 30 tuổi. Em quê ở Đồng Nai và hiện nay em đang làm ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Em làm giày xuất khẩu. Trước đây em từng làm, còn em làm công việc gì? Dạ, trước đây em có làm bên mầm non ạ. Xong rồi gia đình em có sự cố, xong rồi em mới lên trên Bà Rịa. Đồng Nai là ở chỗ nào? Dạ, em ở Long Khánh, Cẩm Mỹ anh. Còn Cẩm Mỹ thì trên đường đi về Ninh Thuận. Dạ, luôn. Dạ, đúng. Nói chung khoảng cách cũng rất là hợp ha. Bây giờ mình chia sẻ chút xíu về ưu khuyết điểm đi Thắng. Nói về ưu điểm của em thì nói chung là nhiệt tình, năng nổ, sáng tạo, công việc gia đình là làm được hết. Nói chung rất thích các môn thể thao, việc là bơi, bơi lội. Nhược điểm hay rụt rè, nhút nhát, sợ gái, nói chung sợ ma. Rồi. Thì em không sợ ma. Không sợ ma? Dạ. Vậy em sợ cái gì? Dạ, em sợ điều xấu thôi. Mình có cái ưu điểm, khuyết điểm gì của mình không? Ưu điểm của em là người hài hước, chân thành với mọi người. Trong tình yêu thì em rất là chu đáo, thương động vật. Và nhược điểm của em là em rất là dễ xúc động. Em trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Nói chung mối tình chính thức thì lúc trước giờ 2 mối tình. Mối tình thứ hai thì quen nhau trong cơ quan cũng được 1 năm mấy. Tính tình là chưa hiểu nhau lắm. Thì cô ấy nói chung cũng bệnh về cái chuyện mà chuyện có con á, nên bây giờ thôi cũng chia tay. À, bạn gái không có sinh con được cho nên là anh chia tay. Dạ, hả? Dạ đúng rồi. Mà anh là chưa có từng kết hôn đúng không anh? Dạ, chưa kết hôn lần nào. Chưa kết hôn lần nào. Dạ. Hiểu rồi ha. Cho nên bớt căng thẳng, nãy thấy em căng thẳng quá. Rồi bây giờ về tình trường của mình thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng có 3 mối tình. À. Dạ, mối tình đầu là năm 20 tuổi. Dạ, mối tình cuối thì em chia tay cũng được gần 2 năm rồi chị. Dạ, do người đó không có đàng hoàng, phản bội mình, em nghỉ chơi, không biết em có rồi. Em muốn tìm một mẫu người như thế nào? Dạ, em mong anh ấy là trung thực, cái hài hước, cái mặt ảnh hiền nữa. Em có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Mặt hiền với cười tươi, giống như anh diễn viên Anh Đức á chị. Dạ, anh không hút thuốc càng tốt. Không hút thuốc thì càng tốt. Anh có hút thuốc không anh? Tất cả các món là tứ đối tượng, không bao giờ sử dụng. Thuốc thì không hút, rượu bia thì nói chung lâu lâu là sếp gọi hoặc anh em bạn bè là đi thôi. Anh có lăng nhăng không? Chính xác là không. Rồi vậy mẫu người lý tưởng của anh là như thế nào? Người phụ nữ là còn cao 1m55 trở lên, ưa nhìn, vừa pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Sao khó quá hả? Lúc khó. Thì bắt truyền thống, lúc thì bắt hiện đại hả? Rồi đến quan coi đàn gái coi sao nha. Chào em gái. Em chào anh. Em không thích cái tật gì của người đàn ông nhất? Anh bảo thủ. Em trai có bảo thủ không vậy? Dạ không à. Không có bảo thủ. Dạ, với lại không thích cái sự an phận á. Này sao anh? Có mục đích gì phát triển tương lai không? Đối với em là cái cầu tiến là cái số 1. Tại hiện tại là không bằng lòng với bản thân, phải đổi mới hoàn toàn. Đúng.
phải phát triển kinh tế này để lo gia đình ha. Hả? Anh này không có giống anh Đức nhưng mà mặt anh này hiền giống như em đưa ra đó. Rất là hiền, cũng hợp lắm. Dạ, em 60% hiện đại và 40% truyền thống. À, vậy là hay lắm rồi. Hay rồi. Thôi, được. Bao lâu nữa thì em tiến tới hôn nhân được? 30 rồi ha. Dạ, có thể 1 năm chị. Mai mốt định sinh mấy đứa con? Dạ, 1 hoặc 2 chị. À, tại anh này anh phải có con mới được chứ không có là không được. Mà nhiều khi dạ, anh có đi khám anh trước chưa? Nói chung là tốt. Hệ thống coi như hệ dàn máy hoạt động tốt. Anh tự đoán anh tốt hay là đi bác sĩ khám? Tự tin luôn. Vậy là khi quen bạn gái về là đưa bạn gái đi khám liền ha. Dạ. Để quen thời gian nữa rồi là mất công chia tay với người ta nữa. Yên tâm ha. Dạ dạ, cảm ơn. Rồi, Thắng đi với ai Thắng? Dạ, đi với đứa em con mà gì. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, chào anh. À, chào khán giả. Tôi là em họ của anh Thắng. Nhìn bạn Hà thì tôi thấy là bạn dễ thương, tính dịu dàng. Nhưng hiện đại thì thật sự là mình cũng chưa thấy cái nét hiện đại nhiều lắm. Cũng có đó. Em nghĩ là anh không có bỏ cái cơ hội này đâu anh Thắng. Đừng nên bỏ cơ hội này. Và nhớ cái kiểm tra cái nút bấm đó. Sợ nó hư đúng không? Sợ nó hư. Còn hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với dì ruột, với chị ba và cháu. À rồi, dạ, chị gặp dì em nha. Dạ. Kính chào MC Quyền Linh. Thì tôi là... giới thiệu là tôi dì ruột của cháu út, thấy cháu của tôi thì hành cũng hiền lắm, cha mẹ mất sớm nhưng mà cũng biết thân phận lắm. Tôi thấy hai cháu là cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Cháu trai tuy là hơn cháu tôi 10 tuổi rồi thế nhưng mà tôi thấy cũng chững chạc lắm á. Cái lối sống của miền Trung thì thấy cũng chững chạc, tôi cũng thích. Dạ dạ, con cảm ơn. Cảm ơn gì. Cảm ơn gì. Rồi đó là ý kiến gia đình của mình ha. Bây giờ trực tiếp hai bạn sẽ trò chuyện với nhau rồi mình quyết định nha. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi Thắng. Anh xin tặng em món quà mà đây là có gì gọi là đặc sản. Dạ. Món này là đầu tiên chính xác. Dạ em cũng có món quà nhỏ tặng anh ạ. Dạ. Cảm ơn em. Dạ em có món quà nhỏ tặng chị. Dạ. Rồi cảm ơn em. Dạ. Dạ em tặng cho bà xã anh ạ. Rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều nha. Thay mặt bà xã cảm ơn em nhiều. Lần đầu tiên em thấy anh sao? Dạ em thấy anh hiền. Tính anh là hiền, trầm tính, thiên về sống tình cảm á. Dạ em cũng vậy ạ. Ấm ức hoặc cái gì là cố giữ trong lòng. Dạ vậy là giống em rồi. Tại vì em có nỗi buồn gì hay là khó khăn gì em cũng ít chia sẻ với ai lắm. Em chịu đựng một mình thôi. Hiện tại là em làm ở đâu? Ở Vũng Tàu á. Dạ ở Bà Rịa. Bà Rịa Vũng Tàu thì nói chung cái khoảng cách từ đó cũng xa, cũng gần chứ không có xa. Còn mà Đồng Nai thì càng gần hơn nữa. Có chắc là em xin được không nha? Dạ. Đó, đó em phải hỏi ảnh cái vụ đó. Dạ anh ơi, nếu thí dụ mà em không xin được thì anh có giống như đợt trước không? Dạ không, tại nói chung khi mà quyết định bấm nút sẽ chắc chắn tiến tới hôn nhân. Ý cổ nói nữa là hai người lấy nhau, cổ đẻ không được thì sao? Đã quyết định chọn thì không bao giờ thay đổi được cái quyết đẻ định. Không đẻ không quan trọng đúng không? Dạ em chính xác. Em không xin được anh cũng không buồn đúng không? Dạ. Không bỏ rơi em đúng không? Chính xác. Nói chung đánh giá hồi nãy giờ thì cũng đánh giá về bạn này. Làm như họp chi bộ đánh giá rồi. Rất hợp với cái hình mẫu gọi là nó là đang tìm kiếm. Anh có thể hát tặng em không? Để mà coi như tỏ tấm chân tình của anh thì anh xin gửi em đến bài hát. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây cơm tành lâu đài, đợi chiều về đêm trăng nào tới, qua chiều vàng đêm trăng nào tới, để đón hai đứa chúng ta mà thôi. Thảo chua bài hát xin lỗi. Nắm tay ảnh đi em rồi mình hát. Em hát tặng anh một đoạn nha. Vì sao em nhớ anh thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mắt, buổi chiều nào gặp nhau đây mà đêm đang nhớ như vậy, anh hỡi anh có hiểu có hay. Tình em như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xây thành lũy, biển trời nào mà không xanh thì xin anh nhớ cho rằng tim vàng anh chỉ ngự hồn em. Hay. Đó,
rồi, được rồi. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha, rồi đưa ra quyết định của mình. Bấm nút là hẹn hò để mà quyết định tiến tới hôn nhân nha hai bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Xin mời. Suy nghĩ là gì, em định không bấm đúng không? Dạ em chỉ lo là khoảng cách xa, tại vì dạ anh thường là sao mà cách lòng á. Anh nắm tay cổ, anh nói câu sao cho cổ yên tâm, là bao lâu thì anh tới thăm cổ được một lần cho cổ khỏi phải lo lắng nữa. Anh sẽ hứa với em là nói chung chấp nhận rồi, anh sẵn sàng lừa dối trong tình yêu không bao giờ anh có, còn đến với em là anh chắc chắn rồi, như bằng tấm lòng chân thật. Nói chung á là đánh giá của tôi á, nói chung hai người á là nói chung á là hợp. Yên tâm. Ê, nha em. Dạ cảm ơn chị. Anh chưa trả lời đúng là bây giờ bao lâu anh thăm cổ một lần? Cùng thứ bảy chủ nhật. Thứ bảy chủ nhật. Thì anh thích chừng nào kết hôn? Thì cuối năm, dự định cuối năm. Được, nếu không? Mà cảm thấy hợp cuối năm nay hả chị? Còn không ta là đầu năm sau. Nói chung là càng sớm càng tốt đó. Ăn ở chung cho nó lẹ chứ đi thăm hoài cũng mệt. À tốn kém gì ha. Tốn kém. Nói chung á là cần về ở chung gấp. Đánh giá là tốt phải không anh? Rồi đây, những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Đây, quà tặng đặc biệt dành cho hai anh chị là một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá là 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa, đến từ hệ thống của cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Một cặp gối của nệm cao su Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, một phiếu giảm giá 25% trên toàn quốc. Đây là một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất trị giá là 5.950.000 đồng. Hai anh chị sẽ nhận được cái TV này khi mình kết hôn. Đó giờ anh mới nhận bó hoa của bà xã trong chương trình đó. Dạ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai trong ngày hôm nay. Mẫu bạn nam giống nhân vật đại úy Jesse Jean trong phim Hậu Duệ Mặt Trời á chị. Trời ơi. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi. Chào em trai. Em gái giới thiệu đi cưng. Chào các quý vị khán giả đang xem truyền hình. Anh Quyền Linh, chị Cát Tường và các anh chị đang có mặt tại trường quay hôm nay. Em tên là Hứa Hồng Thắm, năm nay 29 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Cần Thơ. Em hiện là nhân viên kế toán cho một công ty cổ phần ở Cần Thơ. Rồi em trai. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Rồi. Em tên là Trần Trương Đương Quân, em 30 tuổi. Em hiện đang sinh sống tại thành phố Vĩnh Long. Công việc hiện tại của em là hiện tại em đang công tác tại Ủy ban xã Tân Hội của thành phố Vĩnh Long. Làm em bên công an xã. Rồi. Trên đường về luôn á. Em lên đây lúc nào? Em lên hôm qua. Hôm qua, còn bạn gái lên từ Cần Thơ lên lúc nào? Dạ em cũng lên tối qua. Hôm qua trời ơi. Không chừng hai người gặp tối qua rồi chưa biết á. Em đi xe gì lên? Dạ em đi xe Kim Mã. Rồi còn bạn gái xe gì? Dạ em đi xe Thành Bưởi. Rồi vậy không hợp rồi. Bây giờ em đi về thẳng Cần Thơ giùm anh luôn nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thích nấu ăn, thích dọn dẹp nhà cửa, tính cũng hiền. Ngoài ra thì tiếng Anh của em cũng khá tốt. Cho nên là nếu mà người thân, bạn bè mà muốn đi du lịch nước ngoài thì sẽ có em đi cùng thì sẽ đỡ rất là nhiều. Nhược điểm thì em thật ra là em hơi cứng nhắc đó chị. Đối phương mà chưa có quen biết lâu mà cũng không biết tính tình á. Đi ăn chung thường là em muốn tự trả phần của mình á. Nếu mà trong buổi gặp đầu tiên mà em thấy không hợp á thì em sẽ không có gặp nữa, cũng không nhắn tin luôn. Chúc em gặp anh này mà em đi xuống luôn là hiểu rồi nha. Trai. Em thì thật thà, rồi sống tình cảm, quyết đoán trong công việc. Điểm yếu của em thì em hay dễ bị mềm lòng, sợ ma. Trời ơi. Ai cũng sợ ma hết vậy? Anh nói anh là công an xã đúng không ạ? Đúng rồi em. Dạ mà anh sợ ma sao anh đi tuần được anh? Trước đây thì anh gan lắm. Đi bộ đội xong rồi đi gác đêm là chỗ nào mình cũng đi chứ. Sau này đọc chuyện ma nhiều cái thấy mình cũng hơi sợ sợ suy nghĩ. Mà có gặp con ma lần nào chưa?
Dạ chưa chị ơi. À đọc chuyện là tưởng tượng là sợ thôi. Đủ ban đêm dù người ta là cướp công an chạy đó, nó trời sợ ma quá trốn vô đâu, trời sợ ma quá trốn vô đâu. Thôi sao? Dạ cái đó cũng ráng đi chứ anh. Ráng đi chứ hả? Dạ. Tình trường thì sao? Chứ giờ em chưa có bạn trai. Hồi 29 tuổi chưa có bạn trai, chưa một mối tình nào luôn á hả? Dạ. Em... chưa hôn, chưa nắm tay gì luôn hả? Dạ chưa. Lý do tại sao em? À, lo tập trung phát triển sự nghiệp á chị. À. Cho tới một ngày em giật mình, em nhìn lại, em thấy em dành cả tuổi thanh xuân để làm việc. Cho nên em mới đăng ký tham gia chương trình. Hôm nay đến đây cố gắng giải phóng ế ha. Cô gái bên kia là chưa ế bao giờ quen ai luôn đó. Phải không? Phải cười tươi quá. Nhưng mà tình trường của bạn sao? Trước đây là có hai mối tình, có thầy học sinh. Học sinh bỏ qua đi. Còn mối tình cách đây là 2 năm mấy rồi. Quen bạn gái này, nhà ở gần chỗ em làm thì mà em cũng ít nói chuyện với bạn gái lắm. Sao vậy? Vô nói chuyện với ba mẹ thôi. Gì kỳ vậy? Thì thấy bạn vô nói chuyện với ba mẹ thì nghĩ là đeo ba mẹ là được rồi. À. Nhưng mà thời gian sau bạn đi lấy chồng, lý do là mình không nói chuyện với tuổi tác đồ cũng không hợp. Rồi. Như vậy là bên đây cũng thuộc nhát gái nha. Mà mình có tưởng tượng ra cái người yêu lý tưởng của mình là người như thế nào không em? Em thích mẫu bạn nam giống nhân vật đại úy Yoshijin trong phim Hậu Duệ Mặt Trời á chị. Trời ơi. Trời ơi. Em thích là tại vì bạn ấy nam tính, với lại có chút chín chắn nhưng mà cũng hài hước. Mà quan trọng là người tốt bụng. Song Dong Ki hả? Dạ. Cái này song dong luôn được không? Nói chứ đây mặt hiền từ lắm, mặt dễ thương lắm, bụng này biết tốt chắc rồi đó. Mà rồi yêu cầu gì nữa? Cao từ em trở lên. Em cao nhiêu? Dạ em cao 1m58. 58 mét mấy? Chắc cũng cỡ đó. Rồi em không thích cái tật xấu gì của người đàn ông. Bạn nam mà nói nhiều quá, nói mà không ngừng để lấy hơi anh. Bạn này có nói đâu, thấy không quen người ta nói chuyện với ba má không hả? Được á, bạn này ít nói lắm. Thí dụ giờ đưa bạn, em quen cô gái này Cần Thơ nè, rồi bạn gái Cần Thơ xuống thăm em Vĩnh Long, cổ bắt em đưa từ Vĩnh Long về Cần Thơ lúc 11 giờ đêm, em đi được không? Được. Đường nó ma nhiều lắm á. Đâu có gì đâu em. Thiệt không? Thiệt. Anh thấy cô gái dễ thương hiền hậu đó, người ta chưa bao giờ có người yêu đó. Không, tôi qua coi. Giờ nếu được thì em muốn chừng nào tiến tới hôn nhân? Chắc khoảng 1 năm nếu mà hợp nhau. Em muốn rước chú rể về Cần Thơ hay là muốn qua Vĩnh Long làm dâu? Ba mẹ em thì hy vọng kiếm rể. Để chị hỏi thử coi. Ủa nhưng mà anh này, anh đang làm ở công an ở Vĩnh Long rồi, sao anh đi được? Vĩnh Long qua Cần Thơ cũng gần chị. Ủa giải tỷ bây giờ bên đây người ta muốn bắt rể là được không? Nếu có điều kiện thì em chạy tới chạy lui cũng được chị. Ba mẹ em thì không có yêu cầu làm dâu. Rồi nhưng mà bây giờ là em có cái điều gì mà em không thích ở cái người phụ nữ không? Em thì không thích ở bạn nữ là như xăm mình, nhuộm tóc rồi hay nói nhiều. Ta nhuộm tóc đẹp mà, dù không xăm mình thì cũng được đi. Nhuộm tóc có cái gì đâu. Thì nhuộm tóc thì cũng, ví dụ màu vàng thì hơi được rồi, chứ đừng có nhuộm màu đỏ, màu xanh kỳ lắm. Vậy ha, chắc lâu quá cũng không có bắt cướp hay gì ha, thương cũng hơi bị xề rồi ha. Có tập thể dục thể thao gì không? Dạ có, em cũng có chạy bộ. Khỏe rồi đó. Bây giờ hôm nay em đi với ai? Chậm đi với mẹ. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả. Mình là mẹ của Trung Quân. Theo như mẹ thấy thì cháu phía bên đây thì cũng được, nhưng mà thì cái đó là tùy con thôi. Dạ, cảm ơn. Em gái hả? Em gái ruột hả? Dạ. Anh em thì nói chung là cũng đạt tiêu chuẩn yêu cầu của chị. Anh em cũng ít nói nhưng mà cũng vui vẻ, hiền lành thì phải nói là bao hiền, nên chị cứ an tâm. Em thấy chị dâu tương lai như thế nào? Dạ thấy chị cũng hiền dễ thương nhưng mà chắc cũng hơi khó tính chút. Đó là ý kiến người thân ha, người ta cũng ủng hộ. Bữa nay em đi với ai? Dạ em đi với một chị đồng nghiệp. Dạ chào dạ, chị. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Em tên là Thu Anh, là người đồng nghiệp cũng như là người chị rất thân thiết của bé Thắm. Bạn trai ở bên này thì nhận xét về ngoại hình thì bạn có hơi ú ú. Có thể là bù đắp cho em Thắm nhà chị một tí, nhưng mà tính tình thì chị thấy rất là hiền, công việc thì ổn định. Chị cũng hy vọng là hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Vâng chị.
Rồi. Ú ú vậy chứ gương mặt có hậu lắm á, phúc hậu lắm á. Rồi bây giờ mình mở rào cho đàn trai đàn gái gặp mặt nha. Mở kéo rào. Đó. Dạ. Cho anh gửi tặng cho em. Dạ, em gửi anh món quà. Dạ. Nói chung là em cũng đăng ký tham gia chương trình này cũng gần 2 năm rồi. Thì mình đến đây là cũng có cái duyên. Anh mong là mình sẽ cho nhau cơ hội. Trời ơi, chưa giữ chân cơ hội gì. Phải nói cái gì chứ. Cô gái ấy chưa bao giờ có người yêu, chưa nắm tay người yêu, chưa có người con trai nào hôn lên má luôn. Em có hôn gái chưa? Dạ, chưa. Chưa luôn hả? Dạ. Gì quen mà không hôn? Chưa nắm tay được. Quen 2 mối tình rồi. Dạ. Giờ muốn hôn cô đó không? Hả? Để tìm hiểu đi. Tìm hiểu xong mới hôn hả? Hôn trước tìm hiểu sao được không? Mắc cỡ. Rồi bây giờ là mình trò chuyện đàng hoàng, mình cảm nhận về nhau trước đi ha. Em cảm nhận thế nào vậy anh? Là em cũng có hơi bất ngờ. Em cũng không có tưởng tượng. Trước khi mà đi lên truyền hình thì em chưa có tưởng tượng gì về người mà mình có thể gặp hết. Mà sau khi nghe những lời mà anh vừa nói thì em cũng thấy có phần yên tâm. Anh thì khi mà quen nhau thì anh sẽ thường xuyên mà chỗ Cần Thơ với Vĩnh Long thì nó gần, cũng gần nhau đó, thì anh sẽ thường xuyên qua thăm em để cho em hiểu hơn về anh, thì sẽ thường xuyên gặp nhau để mà mình tìm hiểu nhau. Anh từng anh nhậu mấy lần? Có từng không nhậu, có từng nhậu 1 lần hoặc 2 lần thôi chứ. Ủa sao ít vậy anh? Tại thường em thấy có mọi người làm công việc thì cũng phải gặp gần gũi với quần chúng, cho nên là cứ gặp là phải nhậu. Ủa, anh thì ít nhậu lắm. Dạ. Anh có hút thuốc không anh? Không, anh không biết hút thuốc. Vậy anh cảm thấy mình là người có trách nhiệm không anh? Anh thì anh thấy mình là người có trách nhiệm, quyết đoán. Ví dụ như anh quyết định cái gì là anh không có suy nghĩ lại hối hận. Làm cái gì mình phải có trách nhiệm. Anh thích nữ diễn viên nào? Giống như diễn viên Mai Phương. Dạ. Cũng giống vậy. Rồi bây giờ hai bạn có một món quà gì tặng cho nhau, cho nó thay đổi không khí, cho nó vui lên đi. Em cũng tặng cho bạn nữ một bài hát. Hát nhìn bạn nữ hát nha. Đứng lên có thể lại nắm tay bạn nữ rồi hát cho nó tình cảm nó lên. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà. Lầu cao sẽ các em ơi, lụa là gấm hoa vàng son. Được nha. Rồi bạn gái có món quà gì tặng lại bạn trai không? Dạ hôm nay em cũng hơi đau họng, với lại em cũng giọng hát của em thì em cũng không tự tin lắm, cho nên là em có thể là muốn món quà theo bài hát Kiyomi với anh. Kiyomi, Kiyomi. 초코모피 난 조각 시켜놓고 고소한 우유 한 잔을 기다려요. 달고 나고 꼭 마주 앉아서 서로 손바닥 위에 예쁜 낙서를 하죠. 한눈 팔지마 누가 뭐래도 내꺼 내꺼. 다른 여자랑 말도 섞지만 난 니꺼 난 니꺼. 새끼 손가락 걸고 귀요미 이 떡이는 귀요미 떡떡이 담은 귀요미 이 귀요미 이 귀요미 귀요미. 헤우 gì không? 요 tai. Em là em không hiểu mấy cái này gì, nhưng mà em nghĩ là bạn nữ là đồng ý hẹn hò. Hiểu chỗ nào mà cổ đồng ý hẹn hò? Hiểu gì này gì. Vậy giờ sao? Giờ là gì? Đó là cái dấu hiệu ta trong cái bài hát thôi. Nắm chặt hai tay nắm đàng hoàng. Đó. Bây giờ nhìn thẳng mắt cô ấy đi. Cảm nhận em thấy về cô gái đối diện như thế nào? Anh thấy em rất là hiền, dễ thương. Thì anh mong là em hãy cho mình cơ hội để hẹn hò, tìm hiểu nhau. Hồi đó giờ có bao giờ nắm tay cô gái lần nào chưa? Mới lần nào. Cảm giác làm sao? Lạnh lạnh.
Rồi thấy trong tim mình nói sao? Hồi hộp. Em thích không? Dạ thích. Đứng sát phụ một người con gái nào như vậy chưa? Có đứng sát rồi mà không có nắm tay, không có hôn. Không có hôn luôn? Dạ. Rồi biết hôn không? Biết chứ chị. Hôn sao? Nhà hôn cháu hoài. Hôn cháu khác. Trời ơi, hôn cháu khác, hôn gái khác. Thôi được rồi, dễ thương không? Hai bạn coi như chúng tôi đã cũng 2 năm rồi đó. Mọi người biết là 2 năm rồi anh đăng ký. Thì chúng tôi đã tìm rất là nhiều hồ sơ. Hai cái hồ sơ này nó trùng khớp với nhau. Khoảng 80-90% trở lên thì mới gặp được. Không biết rằng cô gái thế nào nhưng chàng trai lại thấy thích rồi ha. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Rồi đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Chính thức nắm tay là bạn trai bạn gái hẹn hò nhau. Nụ hôn đầu tiên. Cái nụ hôn đầu tiên nó phải cái gì đâu mà giống hửi quá. Biết không, cái tay này dán nhẹ lên nè. Rồi cái tay bên đây đỡ cái càm nhẹ lên nè ha. Để cái lỗ mũi vô ha. Vuốt nhẹ lên. Đúng rồi, cái tay bên kia đỡ cái càm lên. Đúng rồi, nhẹ nhẹ nhàng vô. Để yên nguyên, để yên nguyên. Chưa. Thấy sao? Cảm nhận của em sao? Chắc giống ba em hôn em hồi nhỏ. Không sao mà để người ta thấy giống ba tôi hôn hồi nhỏ. Dạ không, mà vậy em đòi ở dưới. Dưới nụ hôn đó hả? Muốn hôn nữa không? Dễ thương quá. À, đây là chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn đến đây xem phim để hiểu nhau nhiều hơn nha. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, hai bạn sẽ nhận được một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, có Cần Thơ nữa nha. Hoặc là Biên Hòa, đến từ hệ thống của cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Một cặp gối của nệm cao su Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, một phiếu giảm giá 25% trên toàn quốc. Phần quà dành cho hai bạn đó chính là một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất, trị giá là 5.950.000 đồng. Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dễ thương quá. Làm giống như Doraemon vậy. Hai, nhưng mà anh công an xã giống Doraemon thiệt. Kính thưa quý vị, rất là vui vì ngày hôm nay những người tham gia chương trình họ đã tìm kiếm được một nửa của mình. Hy vọng là họ sẽ sớm báo tin vui cho chúng tôi. Và thưa quý vị khán giả, xem truyền hình cũng có thể nhận được phần quà. Đó chính là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Nếu như trả lời câu hỏi đúng trên kênh fanpage của bạn muốn hẹn hò, quý vị hãy theo dõi chương trình vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị hãy theo dõi lại trên cổng thông tin Love TV và đừng quên nhấn subscribe. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Max Hair viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ cho chương trình. Xin chào. Và ngay bây giờ các bạn tại phim trường cũng có thể có cơ hội nhận được chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Chúng ta hãy lấy cái phiếu thăm của mình ra để chuẩn bị chương trình bốc thăm may mắn. Số 60. Đâu, 60 đúng không? Rồi. Rồi, đây 60. Chúc mừng em vì khán giả may mắn nhất ngày hôm nay nha, một chiếc Smart TV 32 inch 4.690.000 đồng của Akino thuộc về em. Chúc mừng em.